đợi cho ráy cá ăn sáng xong rồi phụ đi phóng sanh. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 3, em sẽ phóng sanh cho 19 vị mạnh thường quân nhé. Tiếp tục cái chương trình phóng sanh 11 tây tháng 3. Hôm qua là 10 tây tháng 3 là gia đình ngư dân người ta có bận việc, người ta không có bắt cá nên hôm qua mình nghỉ. Thì 10 tới ngày 17 này thì cái tiền ứng trước phóng sanh nó hết. Thì bật cộng thêm một ngày là ngày 18, phóng đến ngày 18 mới hết. Đi Tây ăn lẹ đi con, mình đi làm việc. Rồi em xin kể tên 19 mạnh thường quân là anh Lê Minh Tuấn, anh Lý Thanh Phong, anh Tạ Công Lực, anh Mai Anh Khôi, cha mẹ chị Tạ Kim Dung, chị Tạ Thị Hồng Thức, chị Cai Kim Thắm, chị Lê Phạm Anh Vân, chị Lê Thị Bích Xuân, chị Phạm Thu Trang, gia đình chị Bình, gia đình chị Nhã Vân, gia đình anh Trường, gia đình cô Thu, Bồ Tát Diệu Liên, Bồ Tát Diệu Ngân, Bồ Tát Như Thật, Bồ Tát Tĩnh Ngọc và Phật tử A Di Đà. Thì 19 vị mạnh thường quân này hôm nay là phóng tới ngày 11 tây tháng 3, thì mỗi người còn lại nhiêu đây tiền đây, còn 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 anh Lê Minh Tuấn còn 10.000 nha. Thì quý vị muốn phóng sanh nữa hay là muốn nghỉ ngơi thì cứ hết tiền em sẽ để xuống một danh sách là thông báo là đã nhận được bao nhiêu tịnh tài đó đó. Rồi sau này có cộng vô thêm thì em bắt đầu update lên lại. Rồi bây giờ chúng ta đi phóng sanh. Đi, đi, đi. À, tí tí quên đó. Vô quên đó. Chưa đi lấy cá, không muốn cho nó đi. Chạy xuống lấy cá luôn. Người dân người ta đánh bắt cá từ hồi tối rồi, nên bây giờ mình đi vô nhà người ta lấy. Em ở đây là vùng biển nên nguyên cái làng chài luôn. Hiện tại mới phóng sanh được một gia đình ngư dân ạ. Nguyên một dọc dưới đây là gia đình ngư dân một dài, mà dài từ đây xuống dưới kia luôn á. Từ nhà này mà dài xuống nhà dưới cái đây nè. Thì cái gia đình này mình mới giải quyết được một đến mình giải quyết được 1 phần 3 cái số cá người ta đánh bắt. Không cá thì mình giải quyết hết rồi đó. Chỉ có bạch tuộc với cua biển với cúm thì mình chưa có đụng tới, tại mấy hàng đó đắt tiền. Còn cá là mua phóng sanh hết rồi. Đây, cái nón này. Là đội cái nón lá này sao nó rớt rớt cái hoài vậy ta? Cái nón em đâu mất rồi, em mượn cái nón em đội không được, nó cứ bay xuống hoài ngộ quá, đội lên nó rớt xuống như không, rớt xuống. Ok, đội như không đội. Có cá cho anh sao không thông báo em buổi tối đi bắt hả? Tối bắt mà không thông báo để sáng rồi chắc. Tối ngư dân đi đánh bắt rồi nhưng mà sáng mới gọi, giờ là gần 9 giờ rồi. Ở đây cũng có nhiều người dùng củi ha, bếp củi. Em thì lượm củi dưới sông chứ em không chặt củi. Cây cối. Cá cô ơi. Dạ. Yeah. Rồi tối cô về cô. Cô tối cô về sớm hả? Ừ. Cô thở oxy trong đây nè.
Dạ. Chắc có chết mà ít rồi con. Dạ rồi, cảm ơn con. Cái tay lại luôn. Tôi thấy có mấy con rồi. Dạ. Đây là bạch tuộc và tôm thẻ hay tôm chì gì đó. Còn con cúm, còn con sam. Dạ cô. Giờ mới gọi về nào con lấy về đó. Tối vô chừng. Dạ. Bữa nay chừa cho con 100.000 bạch tuộc luôn được không? 100.000 bạch tuộc hết được. Mấy con nhỏ nhỏ để phóng sanh cho gia đình chị này có 100.000 gia đình chị Chi nè. Ờ. Mấy người chết rồi mấy con lụm ra. Rồi. Chừa con phóng. Ở đây nè, dưới đây nè con, mẹ đang lụm đầu chết. Chừa con mấy con bạch tuộc con á. Con thấy bạch tuộc con. Chừa mấy con phóng sanh phải không? Đâu? Dạ. Trên đầu tủ á. Chết quá trời. Cả mấy con chết để luôn rồi con. Có gì con cho mấy con chim cò nó ăn. Thì cô để cho con mà có cái lựa ra không để vậy luôn. Khỏi rồi con. Ừ. Hôm nay chết nhiêu đó đúng không? Ừ. Dạ. Đổ vô đây dạ. Tại con thích là phóng tận nơi, phóng lẹ luôn. Tối thả cái gì tối... không ừ. Khác thả rồi. Dạ. Thả tối cô không gọi con luôn. Vậy tối nay vô cô gọi luôn nha. Nhưng cô tối cô cứ gọi luôn đi. Rồi nó sống rồi nó khỏe ha. Dạ đúng rồi chứ. Nó đờ không. Mình bỏ cái chiêu này đi. Cứ gọi con đi. Vậy hả? Ủa mà cái bao con cắm dưới sông đâu mất tiêu mà. Trời ơi đồ con để dưới là lấy hết à. Bởi vì cô không dám bỏ dưới là gì. Ủa sao vậy? Ở dưới dễ gom đồ vậy ta? Nó hay lấy đồ lắm. Dạ. Rồi cái này sắp về luôn ha nha. Dạ. Dạo này con nuôi chim trời con. Bỏ vô luôn. Dạ. Rồi. Rồi. Mấy thằng bạn chim nó đợi. Trời mày con có bạn đã ha. Dạ. Rồi. Cò đồ, diệt đồ, bói cá đồ. Ây. Tối nay em đi luôn nha. Tối giờ mấy giờ đi vô anh? Ờ mà tối nè. Ê quên đó. Tối 6-7 giờ em ngủ rồi. Mà 12 giờ đêm là em dậy à. Được chắc được. Người ta vô nửa đêm rồi. Tối mọi người thấy em up video khuya, thật ra là em ngủ sớm. Không có nhà em thì 6-7 giờ em đi trồng rừng về em ngủ rồi. Chiều tối em ít ăn lắm. Chưa xế xế 3-4 giờ cái em ăn nhẹ. Sau đó đi ra sông bơi, trồng rừng nhặt rác rồi xong rồi em về luôn rồi. Mấy con chó ở nhà cũng vậy. Hôm nay cả không có được khỏe nha.